tất cả các bạn. Như vậy là mình đã có giáp gai 5 sao. Trong video này mình sẽ nhận giáp gai vàng và kích hoạt nó lên cộng 10 cho các bạn coi. Thì video này sẽ nói về cách kích hoạt, cách nhận và kích hoạt giáp gai vàng, một cái bộ giáp rất là bá đạo của siêu chiến cơ Hầu Vương. Mình sẽ trích ra những video như thế này để sau này bạn nào mà chưa có hoặc là chưa làm có thể xem lại, từ đó các bạn sẽ biết cách để làm, không cần phải hỏi ai nữa. Đi kèm với đó thì mình sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trong tuần này, tuần Noel. Mình sẽ đặt cho nó là như vậy. Các bạn vào trong hoạt động, các bạn thấy là để có giáp gai vàng, chúng ta phải dùng giáp gai level 75, thách đấu được 2 triệu điểm thì sẽ có giáp gai vàng. Và kèm theo đó nó kèm theo một nhiệm vụ nữa, đó là dùng giáp gai 5 sao level 75, 2 triệu điểm thì được 5 huy hiệu Watson và Yelena. Thì cái này là mình sẽ được cả hai cùng lúc luôn, đó là rất là hấp dẫn ở đây. Thì để làm được điều đó rất là đơn giản, các bạn thay cho mình cái giáp này và cái giáp gai vàng, cái giáp gai các bạn mình nhầm, thay giáp gai vào. Khi đó các bạn ra trận chơi 2 triệu điểm rất là dễ thôi. Đây, giáp gai thì mình đã nâng lên 75 sẵn rồi. Các bạn phải là S75 nha các bạn. Ví dụ như các bạn là S74 hoặc là S+1 80 thì vẫn không được. Bắt buộc nó là phải 75/75. Cái đó là điều kiện bắt buộc. Cho nên là nhiều bạn thắc mắc tại sao là vẫn dùng giáp gai 5 sao S7S nhưng mà ra trận này không được. Cái đó là tại vì các bạn không dùng đúng theo cái nhu cầu của nó. 2 triệu điểm thì dễ thôi các bạn. Các bạn vào trận một phát. Như mình đây mình thuê theo người và có sự trợ giúp nữa thì vào trận một phát là đã tới 10. Ở đây mình các bạn cố gắng thuê thêm một người điểm cộng nhiều nhiều một tí. Cái đó các bạn ra trận thì nó có cái đột phá này, nó sẽ bay nhanh và cộng điểm. Như vậy chúng ta sẽ được rất nhiều điểm sau khi ra trận. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản. Hãy các bạn cùng mình xem chúng mình được bao nhiêu điểm sau khi mà nó vượt màn nhanh. Một chiều 750.000 các bạn. Nhiệm vụ các bạn rất đơn giản thôi, 200.000 điểm nữa thôi. Các bạn thấy thì để làm nhiệm vụ này cực kỳ đơn giản. Không như lần trước nó yêu cầu chúng ta 4 triệu. Nhưng có nhiệm vụ nào đó mình nhớ là nó yêu cầu chúng ta phải đạt được 4 triệu điểm thì mới được cái gì đó. Các bạn ha, 1.8, 1.9 rồi. 1.9 rồi đó các bạn. 100 rồi thôi là có nghĩa là chúng ta đâm đầu trực tiếp được rồi. Bây giờ mình phải có thể chút đi được rồi đó các bạn. Yêu cầu rất là đơn giản, 2 triệu điểm. Mình nghĩ là ai cũng có thể làm được nhiệm vụ này. Rồi xong, đã vượt qua cái mốc đó rồi. Mình sẽ đâm vào cái tàu nào đó cho nó tới đi. Để lấy luôn cái đường này. Nếu như trạng thái này thì tiên lửa là không trúng rồi. Cách nhanh nhất là các bạn kiếm đá hoặc kiếm tiên lửa đâm vào. Các bạn thử trước ngay. Các bạn đừng cho nó siêu cấp, nếu như nó siêu cấp thì nó sẽ không bị chết. Đó, các bạn thấy không, cục đá nhỏ nhỏ như vậy. Nhưng mà đâm vào một phát thì tàu chúng ta bị chết ngay. Các
coi chuẩn đi và nhận thưởng thôi các bạn, không có gì khó khăn cả. Đấy, như vậy các bạn thấy là mình đã có được cái giáp gân vàng rồi. Đây là giáp của chiến sĩ Hầu Vương. Đây, giáp gân vàng các bạn. Bây giờ mình sẽ nhận cái giáp gân vàng này. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta rất là đơn giản thôi. Chúng ta vào kho cường hóa và lên đời. Đó là nhiệm vụ mà mình đã thực hiện rất là nhiều lần trong rất là nhiều video. Bạn nào chưa xem có thể tìm ngược lại những video trước đây. À, trước tiên mình phải kích hoạt đấy, mình lại quên. Các bạn vào trong một siêu chiến cơ cho mình. Các bạn qua đây một giáp. Thì các bạn thấy là điều kiện kích hoạt của cái này là cách đấu 1.8 sở hữu giáp gai vàng, sở hữu giáp nguyên tụ, sở hữu giáp gai, sở hữu giáp nguyên tụ, giáp gai vàng, giáp gai S. Đó, đó là những gì mà cần. Ở đây mình có giáp nguyên tụ S75/75, giáp gai S75/75. Đây là điều kiện vừa đủ để chúng ta kích hoạt được cái bộ giáp gai vàng này. Giáp gai vàng này thì nó có skill là duy trì và phản đòn. À, thì nó nói sơ là duy trì và phản đòn các bạn. Thì mình cứ kích hoạt đây đã, rồi mình sẽ điểm sơ qua cái skill của nó sau. Đó, như vậy các bạn thấy là mình đã kích hoạt thành công giáp gai vàng. Và sau khi kích hoạt thành công thì các bạn đi vào đây và cường hóa nó. Sau khi lên cấp thì chúng ta sẽ tới tiết mục lên đời. Thì nhân đây thì cái nhiệm vụ này các bạn sẽ thuận lợi cho các bạn là làm luôn. Đó là tiêu sử dụng 30.000 vàng để có được 180 kim cương. Mình sẽ lên tới cộng 10, có nghĩa là giáp gai vàng luôn, hai lần vàng luôn để nó hoành tráng các bạn. Thì các bạn thấy là mình bấm máy phát thì mình đã làm được một nhiệm vụ là sử dụng vàng rồi. Ở đây chúng ta sẽ tốn rất là nhiều vàng, cho nên là các bạn yên tâm về cái việc khoản mà sử dụng vàng. Đó, như vậy là chúng ta lại thêm một cái mắt sử dụng vàng nữa rồi các bạn. Như vậy là dư quá nhiều các bạn ha, 128, ở đây nó cho chúng ta là 235 luôn. Như vậy là chúng ta không nên sử dụng như vậy. Như vậy là không đạt. Như vậy là nó hết rồi các bạn. Hết những cục bình thường rồi, còn những cục nhiều hơn. Thì để làm được điều này, để có thêm những cái cục đó thì chúng ta rất là đơn giản, chúng ta mua năng lượng chiến dịch. Chúng ta vượt khó đây, chúng ta cần quét để lấy hiên hiên gì được lên chuyện vàng nữa.
Đó, như vậy nó vừa đủ. $258 thì các bạn có thể sử dụng một cái 4 sao. Bốn sao ở đây mình lên rất là nhiều. $58 đây $54 này. Có lẽ là mình sẽ lấy một cái 260 như này. Đó. Như vậy là chúng ta đã lên tới cộng 9 rồi. Một bước nữa thôi thì chúng ta đã có giáp cây vàng vàng. Đây. Sau một hồi thì tiền hóa lên đầy các kiểu. Bây giờ thì mình cũng đã có giáp cây vàng cộng 10. Giờ chỉ việc là nâng nó lên cộng mát nữa thôi. À, mát cộng 10 là 60 các bạn. 60 chứ 60 nữa là được rồi. Ở đây chúng ta chọn 2 cái A. Thì gần đủ rồi. Đó. Như vậy là sau một hồi tiền hóa lên đầy Sài Gòn của nó thì bây giờ mình cũng đã có một cái giáp gai vàng. Vàng đó trang bị vào. Thì như các bạn thấy ở đây, giáp gai này nó có sức mạnh là kết hợp giữa giáp cương trụ và giáp gai. Skill của nó là duy trì và phản đòn. Thì các bạn khi vào chơi các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái skill này. Sau video này thì mình đã nhận được giáp gai vàng và cường hóa lên đời nó cộng 10. Chúng ta cần điểm sơ qua xem còn nhiệm vụ gì cần làm nữa thì sẽ làm. Các bạn chú ý ở đây, mình dùng giáp gai 5 sao thì nó kèm theo 4 sao 3 sao luôn. Ở đây là chúng ta tổng hợp là được cả 3 nhiệm vụ cùng lúc. 3 nhiệm vụ vàng. Sức mạnh dành dùng năng lượng thì mình đã được 1.000 năng lượng rồi. Còn 1.500 năng lượng thì chưa được. 86% 85% rồi. Mình nghĩ là trong hôm nay nó là đủ thôi. Quét bay kẻ thù. Như vậy là hết nhiệm vụ rồi. Qua đây thì các bạn thấy là video này là nói về cách chặn cái giáp gai. Giáp gai vàng và cường hóa nó lên cộng 10. Và đi kèm với nó chúng ta được rất là nhiều những phần quà như thế này. Thế là kim cương. Khi chúng ta cường hóa chúng ta mất vàng. Mất vàng đổi lại chúng ta lại có kim cương. Ngoài ra tích lũy dùng năng lượng chúng ta có thêm 2 bộ linh kiện vàng ABCD như thế này. Ngoài ra đây là những cái phần quà chúng ta nhận trong hàng ngày. Đây là mua năng lượng bổ sung được 5 cái thẻ càng quét. Ngoài ra chúng ta đã làm xong cái nhiệm vụ hàng ngày luôn. Đó, các bạn cố gắng làm nhiệm vụ hàng ngày, các bạn cũng sẽ được những phần quà rất là hấp dẫn. Như vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn có một ngày, một buổi lễ, một ngày lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để trong 2 ngày này mình rảnh thì mình làm nhiều video, các bạn có thể xem được ngay. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào tạm biệt.